Đấy, bây giờ anh Hào bắt đầu đổ mối cụ nhé. Thùm. Vừa nãy em mới đổ mối xong, giờ đến lượt anh Hào. Mấy giờ rồi em? Bây giờ 10 giờ đêm cụ nhé. Vừa ông Long nó đổ mối lâu quá, em Sao anh Hào đổ chỉ mồi, quay một biết đoạn đổ này. mồi đi đổ nhá. Trông kiểu tay to kiểu nhanh. Đấy, phao xanh xanh kia là của anh Hào. Hôm nay anh ấy đánh tầm 80 mét. Nước chỗ này sâu tầm 5 mét rưỡi cụ nhỉ. Anh Hào biết đổ nhưng mà không ra đổ hộ, lại bắt thằng Long đi nổ, đi đổ cụ ạ. Vừa em trở ra chỗ phao nhìn vào có xa phải đái luôn. Để em bật to lên cho các cụ xem nhé. Đồ. Nhiễu quá nhỉ. Mà tịt. Trời tối nó mới nhiễu. Mày bảo anh có nhiễu không? Có kiểu là phóng phóng to ra nó nhiễu. Đúng rồi. Bật cái kia thì nó không nhiễu nhưng mà nó ấy lắm. Nó không nhìn gì. Các cụ thấy không? 80 mét nó phải như thế này nhá các cụ nhá. Đây là phóng ra rồi. Hồ này nước sâu đánh gần được. Được, chỗ kia mình sâu 4 mét rưỡi à? Nhưng mà phải đánh chỗ nào cá thở cụ nhỉ. Cá mà không thở Đấy là tạch xa luôn vãi. ấy. Nó xa ở đây là xa này thì hay đánh được cá cũ nhiều hơn. Cá mới nó chỉ ở gần bờ thôi. Trời hôm nay cũng đỡ lạnh rồi. Mấy mấy hôm trước lạnh lắm. Lạnh không chịu được. Mấy hôm trước em có đi câu mà đổ mồi xong cái lên xe không dám thò mặt ra. Mãi đến sáng mới dậy câu của. Thì nó mới đỡ rét. Đấy, đồ mua xong rồi. Đấy, đổ mồi xong rồi cũng nhé. Mời các Trời ơi, cụ thế toàn ai đổ mua mình chuẩn thế. mời các cụ ngắm phao cùng mấy anh Hào nha.
cá đâu. Con này gì, chục cân đấy nhỉ? Cảm giác chục cân không anh hả? Bỏ cá cho pha về lốc. Bỏ việc. Cứ lừ lừ này. Ui trời ơi, to thế. Giữa mồm. Má vàng ươm. Yeah, ôi. To thế. To chưa? Yeah. Má lục còn cú. Sướng không? Nó mất quá nhiều bây giờ. Lấy lại cảm giác. Sáng giật cháy lông mày. Con này còn chạy kinh thật đấy. Nó cũ này. Khỏe. Đánh cái tầm đấy. Tầm xa thế làm gì nữa. Quà wow, vàng ươm luôn. Cú chơi thắng mồm. Có ai nhỉ? Ôi thôi. Ôi thôi sao này. Ôi 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 ôi. Ôi ôi. Con cá có một con. Chịu anh rồi. Long long lên lấy túi. Con này cú đẹp quá. Con này mấy mấy cân. Quá luôn. To vãi cứt. Quá. Con này phải 15. Ủa 15. Lên lấy túi nhé. 13. Ủa. To vãi. Lên lấy túi đi em. Hello, em chào các cụ nha. Bây giờ là em hết ca câu ở hồ câu Sóc Sơn. Bây giờ là em chuẩn bị thu đồ các cụ nhé. Em đi đổ mồi lúc 11 giờ đêm hôm qua. Nhưng mà đêm nó không ăn các cụ nhé. Sáng ra thì ổ em giật nhiều lắm. Ổ em giật nhiều kinh khủng luôn. Em bị bong mất 4 con.
được một con hơn 10 cân các cụ nhé. Đây mong các cụ nhìn vảy, thầm cho em những vảy này là vảy gì ạ? Đấy, đầy nữa các cụ. Liên tục buổi sáng mà bong em ổ em xuống liên tục luôn. Nhưng mà em đánh hôm qua đánh tối thì không biết, thì đánh xa quá nên là đổ em hơi đuối. Em được còn hơn 10 cân các cụ. Này, hơn 10 cân các cụ. Hàng cũ. Còn khoa hôm qua thì đánh gần hơn em nhỉ. Đêm qua là bong một con, ổ khoa sớm hơn em. Bong một con sáng răng giật mấy phát nhưng mà không chạm cá cụ nhé. Hơi buồn cho đội tuyển khoa Vlog. May là em được một con, bong mấy con. Hôm qua mà em đánh gần vào tầm độ 20 mét nữa thì chắc chắn là em có tầm 2-3 con rồi cụ ạ. Nhưng mà em đánh xa quá, đồ nó hơi đuối cụ ạ. Nên là nó hơi đuối. Mẹ mà kết thúc livestream á. Các cụ theo dõi kênh thì nhớ là like và đăng ký kênh cho em nhé. Em cảm ơn các cụ để em tiếp tục ra những video đẹp nhất cho các cụ xem nhé. Và mình kết thúc livestream các cụ nhé.